Xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể tạo được một cái video đơn giản từ những cái hình ảnh. Trên màn hình thì các bạn thấy đây là những cái video mà mình đã tạo từ những cái hình ảnh. Nếu các bạn có những hình ảnh rất là đẹp thì các bạn sẽ tạo ra được những cái video rất là tuyệt vời. Các bạn thấy đây toàn là hình ảnh hết. Và làm thế nào để chúng ta có thể tạo được nó thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm có tên gọi là Camtasia. Và đầu tiên để có thể đưa được cái hình ảnh vào trong cái phần mềm này thì chúng ta sẽ sử dụng cái nút dấu cộng thế này, nó có tên gọi là Import Media. Thì các bạn sẽ nhấp vào và chúng ta sẽ chọn là Import Media. Sau đó thì các bạn sẽ tìm đến khu vực mà mình chứa những cái hình ảnh. Thì ở đây thì mình sẽ làm một cái video có chứa những hình ảnh về trẻ em. Thì mình sẽ chọn, ở đây là hình ảnh về công chúa ha. Đây rất là đẹp, rất là nhiều hình công chúa. Thì mình sẽ đưa tất cả những hình ảnh này vào bằng cách là các bạn sẽ chọn tất cả hình bằng cái phím là Ctrl A như thế này. Đấy, và chúng ta sẽ chọn là Open. Như vậy là những cái hình nó đã được đưa vào. Thì tùy vào cái thời gian mà các bạn muốn cho cái video này nó dài hay ngắn thì chúng ta sẽ đưa một số tấm hình xuống. Thì ở đây thì mình đã thiết kế sẵn một cái file nó có cái thời lượng khoảng tầm 7 đến 8 phút. Do đó mà mình sẽ đưa tất cả những cái hình ảnh này xuống. Sau đó thì nếu nó dư thì mình sẽ xóa bớt đi nhé. Mình sẽ chọn, các bạn sẽ tiến hành chọn tất cả bằng phím là Ctrl A luôn nha, như thế này. Và nếu có những thành phần khác thì các bạn có thể bỏ đi bằng cách là các bạn sẽ giữ phím Ctrl, sau đó thì các bạn sẽ bỏ đi những cái hình ảnh khác. Nó giống như cái thao tác mà các bạn chọn ở bên Windows nha. Khi mà các bạn thao tác chọn những cái file đó thì chúng ta cái cách bên này thì nó cũng tương tự nha. Chọn hết là chúng ta ấn phím Ctrl A. Nếu muốn bỏ đi một cái tùy chọn nào thì các bạn sẽ giữ phím Ctrl, sau đó thì các bạn select vào những cái hình đó để bỏ đi. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa tất cả những hình ảnh mà mình đã chọn xuống dưới thanh timeline bằng cách là các bạn sẽ nhấp phải và chúng ta sẽ chọn là Add to Timeline. Thì các bạn thấy là tất cả những hình ảnh đã được đưa xuống. Tất cả những hình ảnh đã được đưa xuống thì cái thời gian thì nó không nhiều, khoảng tầm 6 phút thôi. Để dễ biên tập thì mình sẽ đưa xuống nó ở cái hình dưới cùng thế này. Thì với những hình ảnh thì các bạn lưu ý là có thể là những cái hình ảnh của bạn thì nó có nhiều cái kích cỡ hình ảnh khác nhau, do đó nó sẽ không vừa cái khung. Thì nếu các bạn gặp tình trạng này thì chúng ta chỉ còn một cách là chúng ta sẽ phải điều chỉnh bằng cái cách là thủ công mà thôi. Còn nếu có những hình ảnh của bạn đã thiết kế nó theo hình chữ nhật như thế này thì khi mà các bạn đưa vào thì nó sẽ vừa khớp và chúng ta sẽ không còn phải có thao tác nào nữa. Tuy nhiên với những hình ảnh như thế này thì bắt buộc các bạn phải làm thủ công nha. Mình ví dụ bây giờ ở cái hình đầu tiên thì các bạn thấy là nó vừa khung này rồi thì mình để nguyên nha. Đến hình thứ hai cũng vừa khung rồi, ok. Nói chung là những cái hình ảnh này là hình ảnh vuông và có cái chiều cao nó vừa đúng như cái khung hình của mình, do đó mà mình sẽ không chỉnh sửa nữa. Ví dụ những cái hình này thì nó chưa vừa này, mình thể kéo xuống một chút như thế này. Đấy. Đấy. Rồi những hình tiếp theo nó cũng bị thiếu một tí nha, thì mình sẽ kéo ra. Thì quá trình này thì các bạn làm thủ công nha, tại vì trong cái này nó có nhiều kích cỡ hình khác nhau. Còn nếu nó có một kích cỡ thôi thì các bạn thấy tô chọn thế này và chúng ta sẽ kéo nó xuống một lần là nó xong. Tuy nhiên là các bạn thấy là khi mình tô chọn này, những cái chấm này thì nó không có đều nha, thì chứng tỏ là những cái hình này nó có nhiều cái khung khác nhau. Do đó mà bây giờ mình sẽ kiểm tra thủ công toàn bộ nha. Rồi cái hình nào đủ rồi thì mình bỏ qua. Này hình này nó đã thiếu một chút thì mình kéo ra như thế này. Chịu khó thôi các bạn ơi. Do vậy mà khi mà các bạn chọn lọc cái hình ngay từ đầu thì nó sẽ dễ hơn cho quá trình các bạn làm video nha. Còn những cái hình khi mà các bạn đã kéo to như thế này rồi mà nó còn thiếu một chút như thế này thì các bạn cũng có thể kéo nó giãn ra nha. Đây kéo giãn ra thì nó không có bị ảnh hưởng gì đến cái khung hình nha, có nghĩa là nó không ảnh hưởng đến cái chất lượng của hình ảnh là được. Đây các bạn có thể kéo vô tư nha. Đó, ví dụ như hình này nè, các bạn có thể giãn nó ra một chút thì cái khung hình nó vẫn giữ nguyên mà không bị bể nha. Rồi, những hình nào nó hình vuông rồi thì các bạn sẽ không kéo được. Còn một cái cách nữa là nếu có hình vuông thế này thì các bạn có thể là xếp hai cái hình nó với nhau nha. Xếp hai hình, mình ví dụ nha, để mình xem thế nào. Mình sẽ xếp một cái hình nữa nè, để coi nè. Rồi khi nào nó có một hình tương tự nữa thì mình sẽ xếp nha, hoặc là các bạn thể nhân đôi cái hình này lên nè, copy nó ra nha, copy sau đó thì các bạn paste.
Đấy, thì nó sẽ ra thêm một cái hình nữa, thì các bạn có thể kéo nó qua bên hông như thế này. Đó, được chưa? Và các bạn có thể kéo giãn một chút để cho nó vừa hết cái khung hình chẳng hạn. Đó. Thì đây là cách xử lý đối với những hình có cái khung nó nhỏ nha. Đây, các bạn có thể làm như vậy cũng được. Rồi, với những hình này thì các bạn có thể là kéo giãn nó ra như thế này. Đó, và có thể là kéo cho nó hết khung ra. Tại vì khi mà các bạn kéo thì nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của bức hình. Như vậy thì bây giờ mình sẽ lần lượt chỉnh cho nó hết toàn bộ cái số hình mà mình đã đưa xuống. Như vậy là sau khi mà các bạn đã chỉnh lại cái kích cỡ của hình ảnh rồi thì chúng ta sẽ qua bước thứ hai là chúng ta sẽ thêm cái hiệu ứng vào. Thì trong Camtasia thì nó có một cái nơi để chúng ta thêm hiệu ứng, nó có tên gọi là transition. Đó. Ở đây thì Camtasia trang bị cho chúng ta một số cái hiệu ứng, nó không nhiều lắm, tuy nhiên nó cũng đủ cho các bạn thể là thêm hiệu ứng vào. Với cái hiệu ứng thì chúng ta có hai cách thêm. Một là chúng ta có thể thêm toàn bộ tất cả cái hình này bằng một hiệu ứng duy nhất, thì cách đó thì rất nhanh thôi, các bạn sẽ tô hết như thế này, giữ chuột trái và kéo nhé. Đấy, khi mà các bạn tô xong thì nó sẽ có cái màu vàng như thế này, các bạn sẽ nhấp lên ở phía trên nha, nhấp trên phía trên hiệu ứng mà các bạn muốn chọn nha. Ví dụ như mình nhấp đây, sau đó thì các bạn chọn là Add to Selected Media thì tất cả những hiệu ứng nó được thay thế ở đây. Đấy, đây là cái cách làm nhanh nhất. Tuy nhiên với cách này thì cái hiệu ứng nó sẽ chỉ có một loại và nó sẽ có thể nó đơn điệu nếu như cái video của bạn dài. Như vậy thì làm sao để chúng ta cho được nhiều hiệu ứng vào thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm thủ công. Một là các bạn có thể cho một số cái hình ảnh cùng một hiệu ứng như thế này. Đó, mình sẽ đưa nó vào. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục tô những hình ảnh khác và đưa cái hiệu ứng khác vào như thế này. Đấy. Hoặc là có một cách nữa là chúng ta có thể kéo từng cái hiệu ứng nó xuống nha. Cái cách này thì nó hơi lâu nha, nhưng mà được cái là nó sẽ đúng được cái hiệu ứng mà chúng ta muốn chọn trên những hình ảnh đó. Ví dụ như đây, các bạn thấy mình đang kéo xuống nè. Đấy, mình cứ giữ chuột trái nhé, giữ chuột trái thế này và kéo xuống. Đấy, và thả hiệu ứng vào trong những tấm hình. Thì cái cách này nó hơi thủ công một chút. Tuy nhiên là nó sẽ cho cái file video của chúng ta có nhiều hiệu ứng khác nhau và nó sẽ sinh động và đỡ nhàm chán nhé. Đấy, các bạn thấy ha. Cái quá trình thì nó cũng không lâu lắm. Rồi, như vậy là mình xong rồi. Thì các bạn có thể làm mở để nghe thử và xem thử nha. Đấy. Ở đây thì mình đã thêm nhạc sẵn rồi. Đó, cái hiệu ứng này hiệu ứng làm mờ, sau đó thì nó sẽ chuyển sang cái cảnh khác. Các bạn thử một hiệu ứng khác nha. Đó. Như vậy là sau khi mà các bạn đã thêm hiệu ứng vào rồi thì chúng ta có thể thêm nhạc vào nha. Hoặc có thể thêm logo vào. Thì ở đây thì mình đã thêm sẵn logo rồi, các bạn chỉ cần đưa logo vào và cái logo đó thì nó sẽ nằm ở trên cái chắc trên những cái hình ảnh thì nó sẽ hiện lên như thế này. Rồi, với nhạc thì chúng ta cũng làm tương tự nha. Mình ví dụ nha, đây là những bản nhạc thì các bạn đưa xuống thì các bạn cũng nhấp phải và chọn Add to Selected Media thì nó cũng xuống giống như cách các bạn đưa hình xuống. Sau đó thì chúng ta sẽ tùy chỉnh lại cái thứ nhất là cái âm thanh, các bạn có thể kéo to kéo nhỏ này như thế này nha. Rồi, nếu cái file ngắn thì chúng ta có thể đưa nhiều cái file khác xuống nha, đưa nhiều file khác xuống như thế này. Đó. Đấy. Thì chúng ta sẽ có những cái kéo chỉnh, ví dụ như là cái nhạc nó dài hơn cái nội dung của bạn thì chúng ta chỉ cần kéo cho nó khớp thôi nha, kéo khớp như thế này. Đấy. Đó. Như vậy là chúng ta đã có thể thêm nhạc rất là dễ dàng. Rồi, ở đây thì mình đã thêm bài nhạc rồi nha, mình đã thêm nhạc rồi. Với nhạc thì các bạn lưu ý cho mình thêm một cái vấn đề nữa là khi mà các bạn thêm nhạc vào thì chúng ta sẽ chỉnh nhạc ở trong cái tab có tên gọi là Audio Effect như thế này. Đây, thì các bạn thấy là
ở mỗi đầu cái bài nhạc hoặc là cuối bài nhạc thì chúng ta sẽ thêm cái hiệu ứng là fade in và fade out vào. Fade in có nghĩa là tiếng từ nhỏ cho đến to, và fade out thì tiếng to đến nhỏ, để cho cái đoạn đầu của cái video nó không bị cái âm thanh quá lớn lúc đầu, và khi mà nó kết thúc video thì nó sẽ kết thúc bằng âm thanh lớn, sau đó thì nó kết thúc bằng âm thanh nhỏ nha. Đấy. Thì như thế này thì người xem họ không bị giật mình khi mà xem có những cái đoạn video nó rất là lớn. À, ngoài ra thì các bạn cũng có thể thêm chữ vào nha, thêm chữ vào như thế này. Này, thêm chữ vào thì để thêm chữ thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ là annotation. Và ở đây thì nó có một số cái hiệu ứng này để cho các bạn đánh chữ vào. Các bạn chỉ cần kéo thả qua như thế này, đánh chữ vào, sau đó thì chúng ta sẽ đặt đến cái khu vực mà chúng ta muốn. À, những thao tác này thì rất là dễ nha. Đấy, thêm chữ, thêm hình, thêm nhạc. Và sau khi mà các bạn đã có đầy đủ những thành phần đó rồi thì chúng ta sẽ xuất cái file này ra, và trước khi xuất thì chúng ta nhớ lưu lại nha, để trong quá trình mà xuất file nếu có lỗi gì thì chúng ta bật lại thì những thao tác mà chúng ta vừa làm thì nó đã lưu lại cho chúng ta rồi nha. Rồi sau khi xong thế này thì mình sẽ xuất file ra bằng cách là nhấp vào nút share nha, và nhấp vào nút local file. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái độ phân giải cho nó. Nếu các bạn chọn độ phân giải HD 720 thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Và nếu của bạn là Full HD thì chúng ta sẽ chọn 1080 nha. Ở đây thì mình chọn là 720, chọn Next. À, tới phần này thì chúng ta sẽ đặt tên lại cho nó và chọn cho nó cái đường dẫn. Mình sẽ thay lại cái đường dẫn ở đây. Đây, mình sẽ lưu nó ở đây nhé. Các bạn có thể đặt tên lại cho nó cho dễ nhớ. Rồi chúng ta sẽ save lại. Rồi các bạn thấy khi mà các bạn đặt tên thì ở đây thì nó sẽ thay đổi tên cho các bạn nha, và đây là cái đường dẫn. À, sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào nút là Finish. Thì cái quá trình này nó sẽ mất khoảng một thời gian tùy vào cái video của bạn là hình hay là video quay. Và nó tùy thuộc vào cấu hình của bạn nữa, cấu hình máy đó thì nó sẽ nhanh hay lâu nha. Thì chúng ta sẽ đợi cho nó chạy xong hết cái quá trình này, sau đó thì chúng ta đã có được một cái file và chúng ta sẽ up lên trên cái kênh của chúng ta. Thì các bạn thấy là ở đây là mình đã up rất là nhiều video và dàn slide này. Thì những cái dàn slide này thì các bạn cũng có thể làm video để mà quảng bá những cái sản phẩm hay là cái dịch vụ của mình. Thì cái những video này thì chủ yếu là mình tập trung vào cái mục đích đó nhé, chứ không phải là kiếm tiền với YouTube. Tại vì với cái chủ đề là kiếm tiền với YouTube thì những hình ảnh này gần như là những cái kênh đó thì rất là khó để mà bật được kiếm tiền. Rồi quá trình này xong, nó sẽ xảy xong và mình sẽ up cái video này lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và hãy nhớ là đăng ký kênh và ấn nút chuông lên để mà nhận được những cái video hướng dẫn mới nhất các bạn nhé.